Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình, và sáng này tôi bận chạy Grab tí, bây giờ tôi mới có thể lên video cho anh em. Ok, thì sáng giờ rất nhiều anh em có hỏi về cái sự kiện phối đồ, thì cái sự kiện phối đồ Monster Raki ấy, nó đã chạy ở bên server nước ngoài cách đây khoảng 2-3 tuần rồi, và mình cũng đã có review chi tiết cho anh em rồi, nhưng mà trong trường hợp anh em vẫn chưa xem được mấy video đấy, tại vì là bây giờ cái kênh Riaki mình nó sắp tèo rồi anh em ạ, và kênh này nó sắp sập đến nơi rồi đấy, thế nên là nhiều anh em mà không nhìn thấy thông báo của nó đấy, chịu thôi, biết làm sao giờ đấy. Thì cái sự kiện này vào đây chúng ta sẽ có kiếm sao, thì cách để chúng ta kiếm sao chúng ta sẽ có một số cách. Đầu tiên là chúng ta sẽ có nhiệm vụ độc đáo, tức là chúng ta sẽ thử đồ và chúng ta sẽ mặc một bộ đồ gì đó, sau chúng ta lưu lại cái bộ đồ đó, anh em mặc bộ nào cũng được đấy, mà bộ nào cũng được, thì nếu có thời gian phối đồ mà phối cho đẹp ấy thì càng tốt. Đấy, nếu mà có thời gian phối đồ mà phối cho đẹp thì nó càng ok la. Đấy, thì anh em phối đồ, đấy, anh em chọn bất kỳ bộ nào được. Về ví dụ tôi lấy siêu độ trích neon này. Đấy, sau đó thì ấn lưu. Đấy, lưu lại xong rồi chúng ta ấn sẵn sàng thì nó sẽ lưu cái trang phục này của chúng ta vào trong cái cuộc thi phối đồ, thì chúng ta sẽ được 5 sao. Sau đó chúng ta sẽ chọn một cái dáng. Đấy, anh em chọn dáng nào cũng được, và chúng ta vào trong phần lựa chọn ưa thích, thì ở đây chúng ta sẽ vote cho những người chơi khác, và khi mà chúng ta vote cho những người chơi khác ấy thì có xác suất là chúng ta sẽ được vote ngược lại. Đấy, được thả team. Ai mà có càng nhiều team ấy thì ở những cái chuỗi sự kiện sau ấy họ sẽ có lợi hơn. Đấy, thì chúng ta thả đủ cho 10 trái team cho những bộ trang phục mà chúng ta cảm thấy vừa mắt rồi thì chúng ta sẽ nhận được thêm 3 sao nữa. Đó, đơn giản đấy thôi. Đấy, nhận thêm 3 sao nữa. Ở bên server nước ngoài ấy, thì khi mà chúng ta hoàn thành xong một trận đấu thì chúng ta sẽ được nhận thêm sao. Đấy, trận sinh tồn ở trận tử chiến, không biết là server Việt Nam thì có được cái đấy không, thì anh em nào mà nhận được sao sau trận sinh tồn hay trận tử chiến, anh em comment ở phía dưới để cho các bạn được biết nhá. Đấy, chơi game thì cũng có thể nhận được sao. Đấy, đơn giản đấy thôi. Ngoài ra ấy, thì chúng ta cũng sẽ có đó là cái đây, ví dụ như là cái đây chúng ta nhận được 3 sao này. Ngoài ra chúng ta có những cái nhiệm vụ ở trong mục nhiệm vụ, chúng ta chú ý trong mục nhiệm vụ nhá. Đây là cái vòng quay Monson Raki, này sáng nay mình đã có chia sẻ với anh em rồi. Đấy, này mình có chia sẻ với anh em rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ vào trong phần nhiệm vụ, để có một số nhiệm vụ chơi 30 phút rồi các kiểu để lấy thêm. Và tổng cộng với trong này nó sẽ có tổng cộng 5 nhiệm vụ phối đồ. Đấy, nó sẽ mở dần, cứ 3 ngày nó sẽ mở một sự kiện. Đấy, thì chúng ta cũng chú ý là theo cái phong cách của nó. Phong cách đầu tiên là phong cách độc đáo. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ theo những cái phong cách gọi là mà nó đề ra, ví dụ phong cách đen show hay phong cách Nhật Bản hay phong cách gì đấy, thì anh em chú ý mấy cái phong cách đấy để chúng ta theo. Đấy, hôm nào mà mở đến cái đấy tôi sẽ lưu ý cho anh em. Đấy, tiếp theo ấy thì là ở trong này chúng ta sẽ có một cái chỗ quy đổi 80 sao sẽ đổi được cái hoodie. Ở trong đó thì từng này sao chúng ta cũng sẽ đổi được mấy cái đồ trang phục thử. Đấy, trang phục ngày Buya đợt trước, trang phục potential ấy. Đấy, nói chung là cũng đơn giản thôi. Nói chung là toàn bộ cái sự kiện thời trang này cá nhân tôi đánh giá là tương đối đơn giản. Đấy, đơn giản như đan rổ, không có vấn đề gì khó khăn cả. Đấy, rất là dễ dàng, rất là rễ ràng thôi. Đấy, rất là dễ. Đấy, thì đó là cái sự kiện Monster Raki. Nên một số anh em có nhắc là cái server thử nghiệm đã mở rồi, thì anh em có thể vào trang FF gạch ngang fans.gaina.ff.gaina.com để đăng nhập nhá. Đấy, và lấy một cái code cho mình, cái code để kích hoạt cái server thử nghiệm. Server thử nghiệm sẽ mở ngày 10 tháng 3. Tiếp theo thì một thông tin hé lộ dành cho anh em ấy, đấy chính là đây chúng ta sẽ có chuẩn bị có một cái bộ đồ quy đổi mới. Đấy, bộ đồ quy đổi mới này chúng ta nó sẽ có đó là một cái tóc màu trắng đen. Đấy, tóc theo phong cách là nửa trắng nửa đen này. Đấy, thì đây chính là cái bộ đồ quy đổi. Ở trước ngực của nó thì sẽ có biểu tượng chim đỏ. Đấy, chính là biểu tượng của cái bộ đồ quy đổi này. Tiếp theo thì hai bên thì có mấy quả lựu hay là cái gì đấy. Đấy, thì bộ đồ này nó như kiểu là chuyên gia chất nổ kiểu ấy. Thì đây là cái bộ đồ mà phong cách thì trông anh em biết là giống nhân vật gì không? Khá giống như là Anbaro. Thì sáng nay thì trong cái video sáng nay mình đã có hé lộ ấy, Anbaro sẽ là nhân vật tiếp theo được thức tỉnh trong Gaina Free Fire. Đấy, thì đây sẽ là cái phần quà của cái shop quy đổi mới sau khi mình cập nhật OB39. Thì OB39 sẽ cập nhật vào ngày nào thì 16 tháng 3 thì sẽ là kết thúc cái thử nghiệm, thì sau đó khoảng một tuần thì tôi nghĩ là khoảng 23 tháng 3 chúng ta sẽ có shop huyền bí, chúng ta sẽ có phiên bản mới OB39. Đấy, và theo một số thông tin bên Nana Free Fire cũng có nói OB39 sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Đấy, OB39 sẽ thay đổi rất là nhiều thứ ở trong Nana Free Fire, không biết là thay đổi cái gì thì chúng ta cũng phải chờ xem là họ sẽ thay đổi cái gì ở trong phiên bản này. Đấy, thì đó là những thông tin mà mình nắm được liên quan đến OB39. Đấy, còn
thời gian chính thức mà cập nhật OB39 thì chúng ta phải chờ thôi, vì có khi là cái bản test bên Anafify sau lúc đóng lại họ phải sửa lỗi từ 7 đến 10 ngày mới ra chính thức được. À, để mà chuẩn bị cho OB39 ấy, thì anh em đừng quên là ghé qua Riaki Store, đây là bán rất nhiều mẫu tai nghe cách âm chống ồn, phụ kiện giúp chúng ta chơi FIFA, chơi Liên Quân, chơi PUBG, chơi cái tựa game trên di động nó ok hơn. Bên cạnh đó thì khi mà mua một tai nghe chúng ta sẽ được nhận ngay đó là một con mini Lego, mẫu quà tản nhiệt tặng ngay bao tay memo nha anh em nhá. Số lượng khuyến mãi có hạn, anh em tham khảo trong phần mô tả cũng như là trong phần comment ghim để mà có thể sắm cho mình những cái phụ kiện thân thiết. Ok, hôm nay server Việt Nam đã ra chế độ Akimbo hai tay hai súng rồi. Hai tay hai súng thì đây là lúc mà chúng ta thể hiện gì ạ, và có súng nâng cấp thì vào đây triển thôi. Thì tôi phát hiện ra cái khẩu AN94 này là cái nội tại nó sẽ chạy trên cả hai súng đó. Rất là hay. Đấy, nội tại, ui dồi, sấy nát người luôn. Làm sao, xin nhẹ đầu, xin nhẹ cái đầu. Đấy, xời, khẩu này cũng rất ngon luôn. Anh em nhìn cầm hai khẩu AN94 nâng cấp, chiến không? Chiến luôn, chiến thật sự ạ. À. Qua chiến. Đấy rồi, tôi phát hiện một thằng nữa, ui dồi, full nam đỏ luôn. Full nam đỏ, anh em nhìn hai khẩu quỷ dữ này trong chiến không? Đấy, tiếng hú ác quỷ luôn. Tiếng hú cờ mờ nó ác quỷ. Và làm sao tiếng hú ác quỷ penta kiều. Tiếng hú ác quỷ penta kiều. Penta kiều. Làm sao thằng này, thằng này đứng đây với chúng tôi này, bắn nó gọi là tung người luôn, bắn nấp trong nhà wicker xích sợ. Và mình 7 kill rồi, không nào có thể cản lại cho tôi. Sợ, anh em thấy cầm hai tay hai khẩu đầu lâu ấy chất không? Hai tay hai khẩu đầu lâu đấy. Thằng nào ra đây là mình bâu vào người đấy. Xài, thơ quá đỉnh luôn. À, ok, cho mình bị xuống hạng 2 rồi, có một thằng nào đứng trên mình rồi. À, có một thằng đứng trên mình rồi, không thể để đứng trên tôi được. Tôi phải ra tôi quẩy nó mới được. Đấy, đứng lại bạn ơi, xin nhẹ cái đầu lâu. Đứng lại bạn ơi, tiếp tục là mạng hạ gục dành vị trí của Ri. Đấy, rồi 9 mạng rồi, 10 kill rồi, chuỗi 10 rồi anh em ạ. Không biết chết là gì, 11 rồi. Quá mạnh luôn. Khẩu ấy AN94 level 7 quá mạnh luôn. Ôi giời. Và thua hai thằng cầm UMP. Thua thằng cầm hai UMP chính xác hơn. Giờ tôi đổi qua M431 nha. Đấy, xời, hai tay hai rồng lửa. Hai tay hai rồng lửa khà vào mặt nó. Chúng mày làm sao? Đục keo chết luôn. Bắn căng luôn, đục keo luôn. Đằng sau lưng mình có người à? Đục keo luôn, chết chưa bạn ơi? Chết ui. Phải, nó bắn lại phát mình đi luôn ạ. Và mình đi luôn thì chịu rồi. Bắn mình phát mình đi luôn. Nói chung chế độ ấy bắn khá sướng tay. Từ sáng giờ nhiều anh em cũng đã khen cái chế độ ấy rất là nhiều. Đấy, anh em khen chế độ ấy rất là nhiều. Lại thêm một cháu nữa. Làm sao? Lại thêm một cháu nữa. Bay đầu. Ê, cho tôi húp tí máu nào. Đấy, ui, chưa kịp húp máu rồi. Chưa kịp húp cái khiên đấy rồi. Mình đã chết. Đấy, mày làm sao? Ui dồi ôi, bắn đau thế nhở. Bắn đau thật sự đấy. Bắn quá đau luôn. Xin nhẹ cái đầu lâu. Chạy đi đâu con sâu. Đừng đấy ạ. Xin nhẹ cái đầu luôn. Ui dồi ôi, mày chết. Chúng này nó bương với cậu à. Bương. Nó bắn sau lưng tôi anh em ạ. Hỏng rồi. Nó bắn đau thế. Đấy, mày bắn. Ôi, lại tiếp tục bắn sau lưng mình ạ. Và các bạn tha tôi với. Đấy, tha tôi. Làm sao? Bắn khẩu này không sướng mà bắn hai khẩu AN94. Đấy, bắn không sướng mà bắn hai khẩu AN94 anh em ạ. Bắn hai khẩu AN94 phê nhiều. Đấy, phê nhiều. Đam to hơn. Khẩu này thì kéo tâm mình dễ hơn đấy, nhưng mà khẩu kia đam to hơn, bắn sướng hơn. Nội tại khẩu kia nó chí mạng hơn. Đấy, nội tại khẩu kia nó đỉnh của chóp hơn. Đấy, xoay. Liên tục là pentakill. Chạy đâu sâu lé Legendary. Hay hai mạng rồi, tám cháu nữa xong. Đứng trong nhà FK xin nhẹ mạng thứ 7, Wicker Six. Sợi, em nhìn hai tay hai súng rồng kinh không? Hai tay hai rồng lộn, quá ghê độ bắn dê luôn. Tháo ra bắn nó túng người. Hai tay hai rồng lộn, được thật sự. Alpha đẩy lên đến vị trí của Rika Khịa này. Tiếp tục thêm một cháu nữa. Cháu này chết tiếp. Vua hạ gục chỉ cần 5 mạng nữa chiến thắng. Chính là mình. Sai. 27 rồi. 27 mùa xuân.
28 lên đi, 28, 29. Ôi thật chưa được 29. Và mới lên 28 rồi đã hoảng rồi. Ôi, thôi xong rồi, chết hai phát liền. Để rồi, tôi đã trở lại ngay sau lưng nó, xin nhẹ cái đầu. Báo thù, một mạng nữa là win. Một mạng nữa là win chằn chặt. Đấy, một mạng nữa là win chằn chặt. Để rồi, bạn sẽ là người may mắn. Bạn sẽ là người may mắn bị mình hạ gục trong tình huống này. Bạn, ok, đâu rồi, trốn rồi, chết à? Và chết rồi, và bó tay chấm gom. À, còn ai nhỉ? Đây ơi, người may mắn, ăn ngay quả hết thoạt, bu ra ngay. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này và hy vọng video của mình đã cung cấp cho anh em những cái thông tin thú vị liên quan FIFA. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha. Bye bye.